Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 3, câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với Nicodemo rằng: "Thật, tôi bảo cho ông biết, ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Nicodemo hỏi người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu giải thích cho ông Nicodemo rằng con người phải được dâng cao để biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu tiên báo rằng người sẽ bị dâng cao trên thập giá nơi đồi Canvê để cứu chuộc, để chữa lành, để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn nhắc đến hình ảnh con rắn đồng được ông Môsê dâng cao trong sa mạc có thể cứu sống những người bị rắn cắn khỏi phải chết. Dấu lạ này tiên báo về chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá sẽ giải thoát và cứu nhân loại khỏi nọc độc của Satan. Quả thật, hoa trái của việc Chúa Giêsu bị dâng cao trên thập giá, trỗi dậy từ cõi chết, lên trời vinh hiển và ngự bên hữu Đức Chúa Cha, chính là sự sống mới trong thần khí dành cho những ai tin vào Người. Người Kitô hữu chúng ta không tôn thờ đau khổ, nhưng chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá giúp cho chúng ta khám phá ra sức mạnh của tình yêu huyền nhiệm mà Thiên Chúa dành cho con người. Chính qua mầu nhiệm khổ giá Chúa Giêsu không chỉ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự dữ, Người còn tuôn đổ vào trong tâm hồn chúng ta sự sống thần linh của Người nhờ quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy sống tinh thần mùa phục sinh này với lòng biết ơn sâu thẳm đối với tình yêu mà Thiên Chúa dành ban cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng hãy luôn biết trân quý và gìn giữ sự sống mới mà chính Chúa Giêsu Kitô đã đổ máu mình ra để mang lại cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết để cho chúng con được sống. Xin tuôn đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con luôn bước đi trong hân hoan và bình an, vì xác tín rằng Chúa đã chiến thắng Satan và nọc độc của nó là sự chết. Amen.